Hello, everybody, welcome to Health và KT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health và KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Bá Vương Chi Lộ ha. Thì con này có hai lát nhân vật kiếm tỷ và thích khách ha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi kiếm tỷ nào. Đầu vô thì chạy nhiệm vụ đầu game cái nha. Rồi rồi để cho nó chạy thì chúng ta đến với hosting server hả. Đây, Bá Vương Chi Lộ chính thức open S2 Thân Vương 11 giờ ngày 24/8/2021 phiên bản iOS Android. Quy VIP 900.000 điểm thương phá dành cho tân thủ. Yêu cầu các bước like share phim code ha. Thì chúng ta sẽ nhận thêm phim code web. Thì trong đó chúng ta sẽ có code xu ha. Chúng ta nhập chúng ta sẽ được 20.000 xu ha. Rồi 20.000 xu đó chúng ta sẽ vào game và quẩy thôi ha. Đấy. Chơi hôm thì Bá Vương Chi Lộ nè, chơi chơi liền rồi. Bá Vương Chi Lộ đây, hướng dẫn tải game rồi fit code. Fit code ở đây là không có nhập được ha, nó nhập ở đây nè anh em. Trời nó khốn nạn vậy đó. Rồi giờ chỉ là chạy nhiệm vụ đầu game thôi. Đầu vô thì chúng ta không có gì ngoài 200.000 kim cương khóa. Ok, chút chúng ta nhập code nữa thì nó sẽ lên tiếp ha. Ok, bây giờ thì phải chạy nhiệm vụ. Chúng ta sẽ đi mua đôi giày đi anh em. Chưa có biết thì chúng ta sẽ đi mua đôi giày. Mua đôi giày thì nó sẽ đúng. Cái này gì vậy? Hạng lúc đặc biệt bán thu được giá trị kim cương hả? Ok, này còn một cái ngoại trang anh em. Quỳnh Quang hả? Đây, chỗ này nè, anh em bấm vô đây là nó sẽ có đổi nè hả? Đổi chiến công, đổi này, đổi nọ. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ bấm xuống. Đó, đây chúng ta sẽ có kim cương khóa. Đó, đây bán rất là nhiều. Ok, dược thủy đây là kim cương không khóa. Đấy, rồi bây giờ trời ơi mua 500 thì thôi, chạy nhiệm vụ ầm ầm luôn. Đó đó mày hả bưởi, con này được cái nếu mà nó mà là đồ họa 3D á anh em, đồ họa mà chúng ta có thể kéo nhìn trước nhìn sau rồi bẻ lỗi tai hay là nhìn trên đầu hay là nhìn trước mặt đồ á, nếu mà nó nhìn được như vậy góc nhìn thứ ba đồ này nọ đó thì nó sẽ hay hơn ha. Đấy, đó là cao kiến của heo. Còn nếu mà được thôi biết đâu được. Con này chạy nhiệm vụ thì khá là nhanh ha, và nó nâng đồ cũng rất là nhanh luôn. Nhưng mà trước tương thì cứ dạy nhiệm vụ đi. Rồi bây giờ heo sẽ đi xin code lái xe cái đã. Sau khi nhập code thì heo sẽ được 20.000 xu nè hả. Bây giờ chúng ta sẽ đi nạp tiền. Ok, Kim Nguyên Bảo server 1. Ủa 10 vạn hả? Ủa sao nó lẻ lẻ ta? Ok, nạp vô 10 vạn. Ố là la, chúng ta lên được VIP 9 nè hả? Ủa còn dư 5 vạn để làm gì? Ôi cuộc đời, thiệt luôn. Oh man, thiệt là. Ok, chúng ta được 100.000 kim cương khóa hả? Và VIP 9 anh em à. Oh my lord, phải lên đây được là được thêm một cái ngoại trang nữa rồi anh em. Chúng ta chỉ được VIP 9 hả? Ok,
ok, nhưng bù lại server này có iOS nữa. Mùa này thì chắc nhiều anh em chắc cũng không còn tâm trạng để mà chơi game nữa rồi, huống chi tới việc mà tìm game. Nên là Heo sẽ up game lên cho anh em nào có chơi thì chơi ha. Đấy, ở đây thì được cái nó có thêm cái quà nạp nữa nha anh em. Ừ, con này thì nó được có cái là nó có thêm quà nạp nữa cho anh em. Đó, đó, chúng ta sẽ nhận hết ha. À, cũng không nhận hết đâu anh em, nhận tới lúc nào nó hết cho nhận thì thôi. Rồi, đó. Anh em nào chơi game, mấy cái loại game này mà bị đen màn hình thì có thể xem video hướng dẫn ở dưới ha. Đó. Còn bị lắc thì chúng ta giảm đồ họa game xuống nha anh em. Còn cái này của Heo bị lắc là do nó cho nhiều quá. Nè, đó, ở đây một đống luôn nè. Đó, chù cho thơm nhỉ, đúng không, nhìn là thấy thơm rồi, quá trời luôn rồi. Đậu xanh rồi, vô đánh boss thôi, đánh chút mới ra được mẹ nó. Đang review ngon lành đây, mở con ma thần này đi. Con này là ma thần thường đây, chúng ta có một con ma thần 2S đó. Tí coi coi có con ma hần nào 3S không? Được có 3S nữa thì ngon. Đây, hoạt động. Đó, được thêm một con 2S nữa kìa. Đó, được 2 con luôn. Đồ 3 con 2S nữa luôn. Đó, 4 con, 5 con luôn anh em. Wow, wow, wow. Bản này cho quà nạp khá nhiều nhỉ. Đồ đấy, được đấy. Rồi 3-4 con dưới này luôn nè, cho rất nhiều pet 3S nha. Ok, ok. Rồi ở đây còn nữa nè anh em. Trời ơi. Rồi kéo xuống hy vọng nó sẽ có con 4S 3S này nọ. Ok, không rồi anh em. Nó chỉ cho chúng ta con 2S thôi. Mà biết sao được. Người ta cho mà cho được nhiều hay nhiều thôi anh em à. Ok, hết rồi, bây giờ đi qua bên này. Đồ bên này nó phi cả một con SR luôn nè, 2SR luôn. Wow, wow, wow. Ok, ok. Hàng cực phẩm đấy anh em à. Rồi máy nhận lắc luôn, đậu tương đó. Ok, ok. Đợi tí, đợi tí. Thôi, không mở mấy cái này nữa đâu, mở nó lắc lắm. Mà chúng ta sẽ đi nhận hết cái này hả? Ê, trời ơi, nó nhiều lắm anh em à. Thiệt, nó nhiều không điểm xuể luôn hả. Đây, ở đây nữa. Này, mấy cái 2S đồ nè hả. Đó. Đây, bây giờ chúng ta xuống 2S nè. Đó. Quy khá nhiều, nhân nhận cũng khá là cực hả. Đấy, chuyển qua mấy con SR rồi. Xuống luôn, xuống luôn. Đây, chúng ta được một con SR. Đó. Tiếp, 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 tiếp. Còn nữa. Đồ bên này còn nữa nè. Wow. Game này phi rất nhiều quà nạp ha. Đó. Nó không có nhiều kim cương như người ta, nhưng mà nó được cái nó được rất là nhiều quà nạp và bét đồ cái kiểu con đại điểu. Ok, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi ở đây cũng có nè hả. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tới luôn bưởi ơi. Đó, đó. Ủa mấy cái này là, ủa, đừng có nói nó giống nhau hết nha. Ủa đúng y luôn kìa, nó giống nhau hết rồi. Đấy, nó có khác cái gì đâu, nó có khác có con SR rồi anh em. Nói chung là được rất là nhiều hả. Cái này, này ừ, cái này điểm danh nhận được ít hơn. Rồi bữa này nhận được nhiều hơn nữa nè. Đó.
rất là nhiều luôn. Má nhận hồi nãy giờ khá là mệt đấy, khá là gọi là nhận mấy cái này mà gọi là bị quạo á anh em, tại vì nó được nhiều quá. Giờ chắc lấy mấy con SSR thôi chứ mấy cái kia giờ lười quá, để khi nào rảnh rảnh rồi heo vào heo nhận mấy con kia sau. Nè nó đó, đủ bao nhiêu đây đá là chúng ta ra chúng ta cũng được khá nhiều đấy anh em, còn được phòng cụ nữa kìa. Nó hồi nãy giờ không để ý cái này dù cho về đấy, về đấy. Thôi nhưng mà hồi nãy giờ chắc cũng nhiều rồi anh em, nên là chúng ta sẽ đi ra coi những cái chương trình khác. Ngồi ở đây mà coi một cái chương trình này không thì khá là mệt mỏi. Đi con, đây nạp tích lũy nè. Đó, nhận luôn, VIP Kim Cương, Sưng Bá Võ Lâm. Lên, lên gì đây, mỗi ngày nạp tích lũy nữa nè. Trời đất ơi, chết luôn, Phi đòi, ở Phi luôn thần binh kìa. Đó, giải cứu tiểu hư hả? Ok, ok, đồ bảo hạch, đồ này nọ, để nó đi. Bảo hạch để đó đi. Trời ơi, được múc ở dưới này luôn nè. Đó, wow. Má mở mấy cái đó ghét quậy quá. Thì mở ghét mà hãy quạo luôn á. Ôi, nói chung anh em nào có chơi thì tải về hả? Link heo để dưới phần mô tả. Đó, rồi có chơi thì cứ việc nè tải về. Có fanpage của admin đồ này nọ đầy đủ ha. Đó, đá rồi một nồi luôn thiệt chứ. 52 là xài được rồi nè, bây giờ vô mở cho coi nè. Đó, một con, cái này còn thường thường hả? Hai con. Rồi ba. Thôi, nhiều quá. Xuống mấy con nào nổi nổi đi ha. Đây, SR, SR, đây. Hai SR, wow. Trời ơi, chúng ta có 10 hẻ. Nâng hết cái đống này lên luôn cho heo. Đậu xanh. Rồi, thăng. Rồi, đây cắp nó lên rồi đích duyên đích giác gì nè à mẹ. Ở đây có thẻ nữa hả? À, cái này là dung hợp thẻ. Ừ, đây đây nè, thăng nó lên nè. Lên trời luôn, lên vua luôn, lên king luôn nè. Đó, rồi thì anh em nào có chơi thì tải về hả, link heo để dưới phần mô tả. Ok thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhắc lại thông tin server là Bá Vương Chi Lộ sẽ open vào 11 giờ ngày 24 tháng 8 hả. Đó, ok thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.